Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Trần Thảo An Khang, Thảo Audio Bình Dân. Dạ vâng, và tiếp tục clip hôm nay thì em xin làm clip này để giới thiệu cũng như là giao lưu đến quý vị và các bạn chúng ta một cái đồng hồ cổ vì ha, đồng hồ về từ công Mỹ nhưng mà máy này là máy sản xuất ở Đức vì ha, máy Đức, và là đồng hồ thì của Mỹ nhưng mà máy Đức nha. Đây là cái đồng hồ dạng vai bò nhỏ vì ha, anh em thường gọi là da bò nhỏ vậy ha. Và cái con đồng hồ này thì nó cũng ở mình để mình tính định sưu tầm chơi, nhưng mà mình cũng có nhiều đồng hồ, mình cũng còn nhiều đồng hồ để bàn quá, cho nên là mình hôm nay mình định san sẻ cũng như là chia sẻ con này đến với anh em giá đất Bình Dân. Con này thì còn xin toàn tập luôn vậy ha, bởi vì nó về nguyên bản luôn, gỗ này kia nọ rồi mình cũng không có chọn cũng như là không vệ sinh gì gỗ hết vậy ha, để nguyên xin luôn. Đây là gỗ nó nguyên mộc vậy ha, mà nó rất đẹp. Thì cái con này nó về thì cũng được thợ căn chỉnh và lau dầu này kia nọ, vô dầu chuyên dụng đó, để cho máy nó hoạt động hoàn hảo và đặt động chuẩn, để anh em chúng ta lấy về là chỉ việc là chưng lên và xài thôi gì ha. Thì đây, thì trước khi vào quay chi tiết máy móc nó thì mình sẽ đo cái kích thước nữa sơ qua cho vị và các bạn ta nắm cái kích thước của nó, để chúng ta hình dung ra cái kích thước nó to bao nhiêu, bề ngang bề rộng luôn, tất cả các thứ bằng bao nhiêu, để chúng ta dễ mà ước lượng cái chỗ mà chúng ta để chân nó hay gì đó vậy ha. Bây giờ thì mình ra bề ngang trước vậy ha, bề ngang nó thì được 42 cm luôn vậy, đúng bằng 8 ly luôn vậy ha, nè 42 cm vậy ha, bề ngang 42 đó, chiều cao chỗ cao nhất nữa vậy ha, chỗ cao nhất là được cỡ khoảng 22 cm vậy ha. Thì đó lên nè, đó cao nhất là cả 22 cm vậy nha, chỗ cao nhất, và chiều sâu của nó thì nó được là một tấc đúng vậy ha, một tấc đúng, thằng dưới thì có thể lớn hơn tại dưới nó có cái chỉ lòi ra mỗi bên phân nữa, cỡ khoảng tấc 2 đó là cái đồng hồ. Và em sẽ quay lại gần, đây là cái mặt kính của nó gì ha, kính này là nó kính mo như vậy nha, kính mo zin luôn gì ha, cái máy của nó nè. Đó mình quay gần thấy nó lên đồng màu của nó nè, không chùi không gì hết gì ha, thấy nó đang lên gì ha, màu đồng xưa thì nó phải dĩ nhiên là nó phải lên tan màu đen thôi gì ha. Mà từ xa mình thấy ngoài thì nhìn gì thì rất đẹp đi ha, nhưng mà sâu lại gần thì rất là rõ màu đi ha. Đấy, và cái máy này là cái hiệu gì nó để ở đây nè, mình không đọc ra luôn đi ha, quay sáng cái việc quan ta xem này. Đó, đây nó có một chữ đi ha, các bạn nhìn kỹ giùm em nha, em không biết chữ gì luôn, tại vì cái này nó cũng hơi mờ, mắt mình cũng hơi mờ vậy ha. Đó, đây có một cái chữ, và nó ba lỗ vậy ha, đồng hồ này được ba lỗ, và nó là ba lỗ và nó chạy quá lắc luôn đi nha, nó chạy quá lắc luôn. Đây em sẽ mở ngoài sau cho các bạn ta xem ở ngoài sau nó luôn đi ha. Đó, máy nó đang hoạt động. Đây, mở ngoài sau thì mình phải dặn cái này đi ha. Đây, đây máy nó vẫn đang hoạt động đi ha. Tem cài đầy đủ luôn đi ha, tem cài đầy đủ luôn, máy đẹp, máy đẹp luôn đi ha. Đó, cái trang chủ nó đóng chỗ này, tất cả máy móc này khi nào có đóng đây gì ha, và đây nó cũng đóng chữ Gemini ở đây gì ha. Nè, vậy là cái con đồng hồ này nó là của Đức nhưng mà nó về từ công Mỹ đi nha. Để em gắn em lấy nét em soi cho quý vị và các bạn chúng ta xem cái chi tiết của nó gì ha, làm thời em sống chính đây để em nghiêng lên hai cái bóng đèn cho nó sáng sáng để chúng ta, cái này là cái giấy để chim cái chìa khóa khi vận chuyển đừng có bị lan can hư đồ vậy ha. Đây nè vậy ha, đó ngay cái góc in đâu vậy ha, cái này nếu vị và các bạn nào mà muốn sở hữu cũng như là sưu tầm con đồng hồ này gì á thì em sẽ chụp hình chi tiết và em gửi vào Zalo cho vị và các bạn xem nó mấy chi tiết vậy ha. Quay đây thì nhiều khi mình sẽ không thấy rõ, không biết chừng nữa lên TV thì
cái màn hình lớn thì vì có thấy rõ không, chứ đây thì đưa máy vô thì em chỉ thấy được cái gì thôi vậy ha, chữ nó đóng vậy đó. Ở đây là cái gì đây nè, cái gì có thể tua lại nhìn kỹ chỗ này đi ha. Em cũng cố lấy nét cực nét ở trong chỗ này cho việc các bạn ta xem đâu mất tiêu luôn rồi đó. Như vậy là rõ nhất nào gì gì ha, quả lắc zin, tất cả các thứ đồ đồ zin hết nếu gì nha, bánh gì là nó chạy thôi. Rồi bắt đầu là em sẽ test chung nó cho việc các bạn ta cùng nghe nha. Đây là hiện giờ nó đang 3:40, nó đang chạy 3:30 gần 40 vậy ha. Bây giờ mình chuyển lên tới 45 là đàn đi ha. Đó bây giờ là tới 4:00 vậy ha. Đó, hiện giờ là hai bữa gà mình để lâu mình không có chạy, bây giờ là 4:00 nhưng mà đang gõ 6 cái, như vậy thì rất là dễ. Mình chỉnh cái kim về số 6:00 cho nó đúng 6:00 luôn, bắt đầu mình test lại từ đầu. Bắt đầu là nó qua 7:00 là hợp lại luôn gì ha. Đây đây nó cái chân chỗ này nó cũng đóng chữ mắt in gặp mấy ni như đây nè gì nha. Này. Sẵn dưới tại đất đó vậy, chân chỗ này nè. Rồi bắt đầu mình cho nó chạy và cộng gì ha, test chua tiếp đi ha. Đó. Cái gì ha, tới 6:30 6:30 rồi đó, bây giờ em sẽ đồ qua tới 6:45 quý vị ha. Đấy. Rồi bây giờ là em sẽ đồ qua tiếp tục cho nó lên 7:00 và mình test chuông 7:00 cái nữa gì ha. Đấy, vô 7:00. Còn gõ luôn gì ha. Gõ được 3-4 gõ giờ, điểm giờ thì điểm bằng 3-4 luôn cái gì. Tiếng nó rất là vang ha, rất hay luôn ha. Đấy 7:00 đó cái gì ha. Đó, xong nhiệm vụ gì ha. Thì nói chung thì mấy cái đầu cổ hồi xưa mà xài ta làm giống như là xài vĩnh cũ luôn vậy ha. Mình chỉ lên code, vô dòng lên code là chạy thôi. Và cực kỳ mấy cái này thì nó chạy rất là chính xác vậy ha, chứ không như mấy cái đồ đồng hồ mà lịch dạng niên đời mới đâu. Bây giờ nhiều khi có cái chạy chậm, cái chạy nhanh gì nó tờ lừa chứ gì ha. Mấy cái đồng hồ này thì chạy của đất thì chạy cực kỳ chính xác không gì. Đó thì hôm nay thì em quay cho vị bác bạn xem, đây thì gỗ nó còn ngọc còn dơ gì mình chưa vệ sinh luôn nè nha. Thì con này mình xin Zalo đến vị và các bạn chúng ta với giá là rất bình dân 2.900.000 đồng đi ha. Đấy là con đồng hồ da bò size nhỏ mà rất xịn sò đi ha, hàng nguyên zin nguyên bản nguyên mộc luôn. Zalo đến thì các bạn ta giá là 2.900.000 vậy ha. Quý vị lưu ý 2.900.000 là chưa bao gồm chi phí vận chuyển vì nha. Nếu các bạn nào quan tâm muốn sở hữu đồng hồ này thì vui lòng liên hệ với em Trần Thảo Khang, số điện thoại 0902 764 784 vậy ha. Thì nếu quý vị và các bạn nào cần thiết thì em sẽ chụp hình chi tiết máy móc nội thất các thứ, em sẽ gửi vào Zalo cho quý vị nếu quý vị có yêu cầu vậy ha. Và hiện giờ tại shop em cũng còn là double 301 series 2 vậy ha, màu đen amply dinam 1650GL mặt vàng đẹp, ý đầu CD chứ 1650GL đầu CD nếu gì nha. Còn amply thì dinam 780D vậy ha. Loa cũng còn là JBL JBL 412SA
cạnh tranh monitor cặp loa JBL là còn full thùng shop luôn gì ha. Thì giá bên mình rất bình dân, nếu mà các bạn nào kết model món nào thì cứ liên hệ Trần Thảo Khang sẽ cho giá từng món gì ha. Và nếu vì mà các bạn đang xem kênh Trần Thảo Khang, các em vị chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho em xin một lượt đăng ký để ủng hộ tinh thần ủng hộ kênh Trần Thảo Khang các em đi nha. Và quý vị đừng quên cho em xin một like để ủng hộ tinh thần cho clip này đi ha. Bởi vì khi mà quý vị like chỉ là một cái chạm tay trên màn hình thôi, nhưng mà đó là một cái động lực, một cái động lực để nó thúc đẩy tinh thần cho em hăng say và làm nhiều clip ngày càng tốt hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nha. Em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau nha.